Xin mến chào quý vị và mọi người. Thì hiện tại là tôi đang ở 370 cầu đất Đông Triều Quảng Ninh, và ở đây là cái địa chỉ là Lại Lan Garden. Thì nhà bác Lại Lan đây đang gọi là nơi mà tổ chức cái trưng bày hoa cây cảnh nghệ thuật chim cảnh của Đông Triều kia, ở cái biển rất là lớn, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 8 tháng 9. Đấy, thì hôm nay là mấy anh em đi từ Hà Nội xuống để tham quan cái khu trưng bày Lại Lan Garden này. Thì tôi sẽ lại làm cái video quay cho quý vị và mọi người. Nhà bác này nguồn gốc bác ấy kinh doanh gốm sứ mỹ nghệ. Ông chủ thì không chơi cây, nhưng mà lại là người mà đứng ra tổ chức cho cái sự kiện trưng bày hoa cây cảnh chim cảnh đây. Đấy. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ đi vào trong. Tôi quay cho quý vị và mọi người. Đây chắc nhà mà ông chủ đây là chuyên kinh doanh các mặt hàng mỹ nghệ đây. Gồm có chum vò. Một cái khuôn viên cũng rất là rộng. Đồ gốm sứ, đồ thờ. Đấy, các bác ấy đã ở bên trong kia hết rồi. Đây là một cây si trắng của anh Nguyễn Văn Thắng, Kinh Môn, Hải Dương. Hình như là cái dãy bên này là toàn bộ dãy bên này là của bác Thăng chứ không phải bác Thắng. Đấy.
rất nhiều những tác phẩm đẹp, thưa quý vị và mọi người. Đây là cây ổi của anh Nguyễn Văn Thủy. Đây là cây sộp. Cây sộp này của anh Thắng. Một cây xanh Nam Điền phải nói là rất là già. Quý vị có thể rất là nhiều địa y mọc lên từ gốc cho đến từ gốc đến ngọn luôn. Một tác phẩm giấy tím. Tác phẩm Si của anh Quy, Hội sinh vật cảnh Phương Nam. Thank you.
Tác phẩm Xanh Nam Điền của anh Thắng, Hội Sinh vật cảnh Phương Nam, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đấy, quý vị và mọi người có thể thấy cây này được đánh giá là một trong những tác phẩm đẹp ở cái buổi trưng bày chỗ nhà vườn Lại Lan đây. Đây là cây, họ chỉ ghi là cây trực cổ nhưng mà không biết là si hay xanh. Chuyên
Như vậy là theo đánh giá cá nhân của tôi thì tôi cũng thấy được rằng là các anh em ở dưới Quảng Ninh đây cũng rất nhiều tác phẩm đẹp. Ở bên trong kia thì tôi cũng thấy được có một số tác phẩm mai cũng rất là tuyệt vời. Quý vị và mọi người cũng đã biết rồi, đất Quảng Ninh thì nổi tiếng về mai vàng yên tử mà. Rồi, như vậy là tôi cũng đã vừa quay cho quý vị và mọi người một số các cái tác phẩm từ cổng vào, ngay hai bên dãy ở từ cổng vào. Thì bây giờ tôi sẽ vào bên trong kia, tôi tiếp tục tôi quay cho quý vị và mọi người. Và hai cái cây bên tay trái quý vị kia là hai cây mai vàng rất là đẹp. Thì quý vị và mọi người đón xem ở video sau nhé.